Thưa quý vị và các bạn, đành rằng thì vì những công trình quan trọng phục vụ lợi ích của dân sinh, chỉnh trang cảnh quan thành phố nên nhất thời người dân phải chấp nhận những ảnh hưởng trong cuộc sống. Nhưng để người dân chịu khổ hàng tháng trời trong khi các nhà thầu thi công dự án cải tạo tuyến kinh Bắc thành phố Vinh lại đùng đỉnh với tiến độ chậm chạp, tắc trách là câu chuyện gây nhiều bức xúc thời gian qua. Lại thêm một vụ va quyệt giữa các phương tiện khi tham gia giao thông vào giờ tan tầm tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Sĩ Sách với đường Nguyễn Văn Cừ và Hà Huy Tập. Từ ngày nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng Tân Nam tiến hành chắn một nửa diện tích phía đường Hà Huy Tập để thi công đã dẫn đến tình trạng ùn tắc liên miên. Thì hay xảy ra những cái vụ việc rất hay nhẹ nhưng mà nói tóm lại là đường quá chật chội, quá chậm thì không quá chậm thì hay ra bốc nhiêu. Nhân lực cũng có, nhân lực có khó mà. Ngã tư cầu Canh Bắc vốn đã đông phương tiện tham gia giao thông vào đầu giờ đi làm buổi sáng, tan tầm buổi trưa và vào cuối buổi chiều. Và với việc lập hàng rào chắn đường khiến ngã tư này càng bị thắt nút. Thiếu phương án điều tiết, đường còn lại chỉ 3-4 mét nhưng đủ loại phương tiện lưu thông chen chúc nhau. Thời tiết lại nóng nực nên gặp phải cảnh này đúng là cực hình đối với người đi đường. Ngay cả khi có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông thì việc điều tiết cũng không mấy hiệu quả. Phương tiện lưu thông trên đường vẫn theo kiểu mạnh ai người ấy chạy và ngã tư này vẫn như ong vỡ tổ. Cái lưu lượng phương tiện qua lại rất nhiều để không tránh khỏi cái sự va quyệt. Đấy, bởi vì với cái tinh thần như thế thì tôi cũng có kiến nghị là đề nghị cả cái đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ, làm sao để đảm bảo về cái tiến độ thi công càng sớm càng tốt. Đường đã hẹp vì rào chắn, lại thêm các máy móc công trường bị đơn vị thi công tắc trách bỏ lại sau giờ làm việc, khiến giao thông ở đây càng khốn khổ vì ùn tắc và thêm sự bức xúc cho người dân. Trước biển báo đường một chiều do nhà thầu tự dựng để cho các phương tiện tùy cơ ứng biến, nhưng rõ ràng chẳng mấy ai chấp hành theo phương án này. Theo tiến độ, ngày 30 tháng 5 là hạn cuối để các nhà thầu hoàn thành dự án cải tạo kênh Bắc. Nhưng với cùng cách làm việc tại công trường như thế này, thì người dân còn phải chịu khổ dài vì công trình này. Thưa quý vị và các bạn, tuyến rào chắn ngăn đường này để phục vụ thi công cho dự án kênh Bắc. Mặc dù đã dựng lên cả tháng trời, nhưng mà cho đến thời điểm này thì tiến độ thi công ở đây rất là chậm chạp. Và hiện giờ thì đáng lẽ ra lại phải thi công ngày, thi công đêm để hoàn thành giải phóng sớm nhanh con đường, chống ách tắc, ùn tắc. Nhưng mà hiện nay thì các máy móc thì đang nằm yên như thế này.